Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ truyện Trạch Nhật Phi Thăng của tác giả Trạch Trư. Tập 209. Chương 2081, Đại Đạo Tăng Giảm. A. À. Hứa Ứng cười đáp, chắc chắn là vì ta có một gương mặt rất phổ thông, rất nhiều người mới nhìn thấy ta lần đầu, mà cũng nói đã từng gặp ta. Vu Thần Đạo Quân không quan sát y nữa, tiếp tục nhìn về phía thiên cảnh. Đạo Cực Chân Vương cười nói, Thái Nhất Đại Đạo Quân có thể phái người đến đây, đương nhiên ba vị Đại Đạo Quân khác cũng có thể phái người đến, trong chuyện này không có gì bí mật. Ngươi không nên suy đoán lung tung, mau lên đi. Mọi người dồn dập bay ra khỏi tiên điện, hạ xuống phía dưới. Ánh mắt Đạo Cực Chân Vương dừng trên người Hứa Ứng, cười tủm tỉm nói, Hứa lão đệ, ngươi là đệ tử của Đại Đạo Quân, ngay cả ngươi mà Đại Đạo Quân cũng không nói, còn có thể nói cho ta biết. Nhanh lên một chút đi. Hứa Bất Đắc Dĩ đành phải phi thân rời đi, thầm nghĩ, bốn vị Đại Đạo Quân của Bỉ Ngạn đều phái người đến đây. Hơn nữa Thái Nhất Đại Đạo Quân còn phải đích thân xuất hiện, như vậy chuyện xảy ra ở Thiên Cảnh Khư chắc chắn không phải chuyện đùa. Nói không chừng, ba vị Đại Đạo Quân khác cũng sẽ đích thân hàng lâm, nơi này tuyệt đối không phải đất lành. Quân tử không đứng dưới bức tường sắp đổ, vẫn nên rời đi sớm một chút thì hơn. Trước tiên điện, Vu Thần Đạo Quân đột nhiên nói, ta nhớ được hắn. Ngày đó khi thu hoạch ở thiên tiên giới, hắn cầm trong tay thanh kiếm sắc bén mang khí tức của Thông Thiên Đạo Nhân, đâm xuyên mi tâm của ta. Đạo Cực Chân Vương cười nói, đúng là hắn. Ta mượn nguyên thần của Long tộc giáng lâm, đang thu hoạch bốn phía thì bị hắn xuất kiếm chém giết, không thể hoàn toàn thành công. Vu Thần Đạo Quân nói, hắn lại dám tới Bỉ Ngạn, còn tưởng chúng ta không nhận ra hắn. Đạo Cực Chân Vương không nhịn được cười nói, thiên tiên giới thu hoạch, hắn đã giết mấy trăm hóa thân nguyên thần bất hủ, lại còn ngây thơ cho rằng chúng ta không nhận ra hắn, đúng là nực cười. Vu Thần Đạo Quân ngẩng đầu liếc hắn một cái, nói, vì sao ngươi không giết hắn? Đạo Cực Chân Vương bất đắc dĩ nói, Thái Nhất Đại Đạo Quân muốn nhận hắn làm đồ đệ, sao ta dám giết hắn? Vu Thần Đạo Quân mặt không chút thay đổi nói, Đại Đạo Quân lẩm cẩm rồi. Đạo Cực Chân Vương cười nói, có giỏi thì ngươi nói trước mặt ngài ấy đi. Vu Thần Đạo Quân nói, đời này Đại Đạo Quân đã chịu hai lần thiệt thòi, đều là thua trong tay người của tam giới. Chỉ mong lần này không thua lần thứ ba. Nếu thua lần thứ ba, còn không bằng nhường danh xưng Đại Đạo Quân ra, ta làm Đại Đạo Quân. Đạo Cực Chân Vương thấy hắn càng nói càng lòi đuôi, vội vàng nói, Đạo Huynh, mấy ngày nay ngươi có phát hiện gì không? Vu Thần Đạo Quân nói, có, bên trong thiên cảnh khư, có một số thứ đang cho tàn lại cháy. Còn có đạo tặc đến từ tam giới cố gắng cấu kết với những thứ này. Sắc mặt Đạo Cực Chân Vương trở nên nghiêm nghị, nói, cho tàn lại cháy, làm sao có thể? Năm đó chúng ta ra tay rất sạch sẽ, lẽ nào là do đại đạo triều tịch thật, sự đến. Hắn nhìn về phía xa, lẩm bẩm nói, lần này, là triều tịch lên hay là triều tịch? Hứa Ứng rơi xuống đất, không tiếp tục bay về phía trước, mà tính lui về, thầm nghĩ, chắc chắn Thái Ất Thiên Tôn sẽ tới thiên cảnh khu khư tìm ta. Ta không cần đi theo Trác Đạo Thuần, hay là trước tiên chạm mặt những phản tặc Thái Ất Thiên Tôn này. Y vừa mới nghĩ tới đây, đột nhiên nhìn thấy một tấm bia đá màu xanh biếc. Hứa Ứng dừng bước, ma xui quỷ khiến đi về phía tấm bia đá kia. Y còn có chưa đi đến trước tấm bia Thúy Nham thì đột nhiên dưới chân vang lên ầm ầm, vội vàng nhìn lại, chỉ thấy mình đã dẫm lên mấy bộ xương trắng. Hứa Ứng lui về phía sau một bước, nhìn xung quanh, chỉ thấy vô số bạch cốt vây quanh tấm bia Thúy Nham này, số lượng nhiều đến mức khiến người ta tê dại ra đầu. Y ngồi xổm xuống, chỉ thấy trên xương sọ có phần thi thể có vết tích cắt qua. Hứa Ứng ngửa đầu nhìn tấm bia đá phía trước, hạ giọng nói, những người này trước khi qua đời, đã bị người lột bỏ ra đầu. Hình như tu sĩ Bỉ Ngạn có chấp niệm đối với việc cắt ra đầu, chiến thắng đối thủ cường đại đáng kính trọng, là muốn cắt ra đầu của đối phương để tỏ lòng tôn kính. Hứa Ứng quan sát những thi thể này, thầm nghĩ, những thi thể này từ đâu ra? Những thi thể này, nhìn không giống như là đối thủ cường đại đáng tôn kính. Hắn ngồi xổm xuống xem xét, khẽ nhíu mày, số lượng thi thể quá nhiều, hầu như mỗi một bộ thi thể đều có vết thương chí mạng. Xuyên thủng những chỗ như trên đầu, xương sườn, chắc là thương tích do pháp bảo xuyên thấu tạo thành. Trừ cái đó ra, còn có thể nhìn thấy thương tổn dập nát, chắc là các loại trọng hình pháp bảo như chùy, búa tạo thành. Hứa Ứng xem xét, chân mày càng nhíu chặt hơn. Y phát hiện, những thi thể này không chỉ có người trưởng thành,
mà còn có cả người già và trẻ em. Chỗ xương sọ của những bộ thi thể này cũng có dấu vết lưu lại, bọn họ cũng bị cắt mất ra đầu. Chương 2082, Đại đạo thức tỉnh, 1. Sau một lúc lâu, Hứa Ứng đứng dậy, đi tới dưới tấm bia Thúy Nham. Đây là một tấm bia đá được điêu khắc từ Thúy Nham, văn tự trên tấm bia là Lý Văn, viết theo một môn công pháp, y cẩn thận nghiên cứu, không khỏi chấn động. Trên tấm bia đá này khắc ghi một môn huyền công đại đạo cửu trọng, lấy thái âm đại đạo làm đạo cơ, tu luyện thân thể đại đạo. Nhưng tấm bia đá không hoàn chỉnh, chỉ có công pháp tu luyện tới bát trọng thiên, tầng thứ 9 công pháp bị người dùng vũ khí sắc bén cắt bỏ. Nhưng dù vậy, công pháp này vẫn hoàn chỉnh gấp rất nhiều lần công pháp mà Bỉ Ngạn truyền cho thiên tiên giới. Hứa Ứng quan sát vết cắt trên bia đá, trong lòng khẽ động, vũ khí sắc bén như thế, có thể so sánh với Chu Tiên Tàn Kiếm, cực kỳ sắc bén bá đạo. Nói cách khác, rất nhiều công pháp của Bỉ Ngạn đến từ thiên cảnh khư. Hứa Ứng đứng lên, nhìn về phía thiên cảnh khư u tối không thể nhìn rõ, thầm, nghĩ, chắc chắn trong thiên cảnh khư còn có một số công pháp hoàn chỉnh chưa bị người ta gọt đi. Nếu có thể tìm được một khối hai khối Thúy Nham, đạt được truyền thừa trên đó, chỉ e sẽ không thua kém Hỗn Nguyên Động Uyên Tích Kiếp Kinh. Y đi về phía rìa của thiên cảnh khư, mặc dù hắn có phần động tâm với công pháp nơi này, nhưng vẫn dự định gặp mặt Thái Ất Thiên Tôn trước. Lần này bốn vị đại đạo quân lần này phát động, chỉ e mục đích là vì tìm kiếm công pháp của đại đạo chủ. Lúc này, giọng nói của Trác Đạo Thuần vang lên, nói nhân quả của bọn họ rất nặng, không dám tùy tiện đặt chân đến nơi này, e sợ sẽ dẫn động nhân quả năm đó, sẽ gặp phải báo ứng. Hứa Ứng nhìn lại theo tiếng, Trác Đạo Thuần túy đứng trước tấm bia đá không trọn vẹn kia, dò xét tấm bia đá. Hứa Ứng dừng bước lại, không hiểu nói, đại đạo quân sẽ có nhân quả gì. Trác Đạo Thuần nhìn chăm chú vào thi thể dưới tấm bia đá, buồn bã nói, vừa rồi ở trên thuyền. Đạo cực sư thúc chỉ nói đến thiên cảnh khư mắc cạn, nhưng không giải thích vì sao thiên cảnh khư lại gọi là thiên cảnh khư. Hứa Ứng giật mình, nhớ lại đoạn đối thoại trên thuyền, lúc đạo cực chân vương nhắc tới lai lịch của thiên cảnh khư. Hoàn toàn chính xác chỉ nói thiên cảnh khư là do mắc cạn triều tịch, mọi người ở đó phát hiện truyền thừa Lý Văn, nhưng không nói vì sao gọi là thiên cảnh khư. Ánh mắt Trác Đạo Thuần lấp lóe, nói, có lẽ, năm đó lúc triều tịch kéo dài, thiên cảnh khư còn không phải phế tích. Có lẽ thời đại đó, đối với những người Bỉ Ngạn khi đó, nơi này tươi đẹp như thiên cảnh, mê người như Bỉ Ngạn. Sau đó, thiên cảnh bị hủy diệt, mới biến thành phế tích. Hứa Ứng hấp hái mắt, cười nói, hình như Trác sư huynh biết chút gì đó, không ngại thì cứ nói thẳng đi. Trác Đạo Thuần thục nói, sao ta dám chê trách tiên hiền. Nhưng từ hình dáng khi chết của những thi hài này thì cũng có thể đoán được một ít tiền căn hậu quả. Hứa Ứng khiêm tốn hỏi, dám xin thỉnh giáo. Trác Đạo Thuần chắp hai tay sau lưng, ánh mắt nhìn vào trên tấm bia Thúy Nham, nói, chúng ta giả thiết, trước tiên không phải thiên cảnh khư mắc cạn ở trên Bỉ Ngạn, mà là do Bỉ Ngạn đặt trên thiên cảnh khư. Trùng hợp chính là thiên cảnh khư đang trong giai đoạn triều tịch đại đạo tăng giảm, chư thiên vô đạo, thiên đại đạo yên lặng. Tu sĩ thiên cảnh khư phát hiện, tu vi của mình không cách nào vận dụng, đại đạo cũng không có lực lượng. Tất nhiên bọn họ chỉ còn lại học thức phong phú. Hứa Ứng nhìn về phía thi thể dưới chân y, nói, mà khi đó ở Bỉ Ngạn, vẫn là một ít man di, bọn họ vẫn chỉ nắm giữ một ít đạo pháp thô thiển. Trác Đạo Thuần gật đầu, nói, khi Bỉ Ngạn còn nông cạn, man tộc ở Bỉ Ngạn phát hiện ra thiên cảnh khư, bọn họ tiến vào thiên cảnh khư. Phát hiện khắp nơi đều là tài phú khó mà tưởng tượng nổi, mọi người nơi này cũng có học thức phong phú. Người của thiên cảnh khư truyền thụ đạo, pháp cho đám man di này, truyền thụ cho bọn họ Lý Văn, dạy cho bọn họ văn minh. Hứa Ứng đi lên phía trước, quan sát thi thể trên mặt đất, tiếp lời, nhưng về sau có một ngày tình huống thay đổi. Đám man di trở nên cường đại hơn, tuy người của thiên cảnh khư là sư phụ, nhưng bởi vì đại đạo tăng giảm, bọn họ đã không còn lực lượng. Trác Đạo Thuần nói, vì vậy một cuộc tàn sát bắt đầu. Đám man di đại khai sát giới, giết chết ân nhân của bọn chúng, sư phụ của bọn chúng. Hứa Ứng trong lòng khẽ động, nói, bọn chúng muốn diệt trừ triệt để ân nhân ở thiên cảnh khư, vì vậy hạ một mệnh lệnh. Phàm là cắt ra đầu của người thiên cảnh khư là có thể ban thưởng bảo vật hoặc là pháp môn tu luyện thần thông. Cứ như vậy, cắt ra đầu thành một loại tập tục Bỉ Ngạn. Ở thiên tiên giới, Long tộc cũng tập được phong tục này, Minh Mạn công chúa động một chút là muốn cắt ra đầu người khác,
nói là đem đến Bỉ Ngạn có thể đổi công pháp. Có thể thấy được, Bỉ Ngạn đã xem việc cắt da đầu thành một loại truyền thống. Các bạn đang nghe chuyện Trạch Nhật Phi Thăng của tác giả Trạch Chư tại Thư viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 2083, Đại Đạo Thức Tỉnh 2. Trác Đạo Thuần nói, người của Thiên Cảnh Khư có đạo hạnh nhưng lại không có pháp lực, không cách nào vận dụng đạo pháp thần thông, da đầu của bọn họ bị cắt xuống, thứ chờ đợi bọn họ chỉ có cái chết mà thôi. Đám Ma Di đuổi tới trước tấm bia đá khắc công pháp của bọn họ, cắt da đầu những người này, khiến bọn họ chết ở đây. Hứa Ứng đáp, trải qua chiến tranh cắt da đầu dài dằng dặc, người của Thiên Cảnh Khư chậm rãi chết hết, cuối cùng Thiên Cảnh Khư cũng biến thành phế tích. Vì lẽ đó, nơi này mới được gọi là Thiên Cảnh Khư. Có điều nhân quả mà ngươi nói, ta không rõ lắm. Trác Đạo Thuần nói, năm đó khi bọn hắn giết sạch người của Thiên Cảnh Khư, thiên địa đại đạo ở trạng thái yên lặng, đại đạo hạ xuống. Mà hiện tại, đại đạo dâng trào, thiên địa đại đạo thức tỉnh, bọn họ giết sạch những người tu luyện đại đạo của Thiên Cảnh Khư, đây chính là nhân quả mà bọn hắn nợ Thiên Cảnh Khư. Nhân quả này không phải là nhân quả giết người trả nợ mà là nhân quả cấp vũ trụ. Trận nhân quả này nhất định phải trả lại. Khoản nợ máu đương nhiên phải trả bằng máu. Hứa Ứng nói, làm sao ngươi biết thiên địa đại đạo của Thiên Cảnh Khư sống lại? Trác Đạo Thuần quay đầu lại nhìn về phía y. Hứa Ứng đột nhiên nhận ra một cỗ sát ý lành lạnh vọt về phía mình, trong lòng giật thót hai cái, tùy thời chuẩn bị tế ra quả chuông và Chu Tiên Tàn Kiếm. Trác Đạo Thuần có vẻ cũng biết quả chuông ở đây, mình không làm gì được Hứa Ứng, quay người rời đi. Sau lưng hắn vang lên âm thanh của Hứa Ứng, nói, Trác sư huynh là lần đầu tiên tới nơi đây phải không? Chỉ dựa vào dấu vết để lại là suy tính ra nhiều thứ như vậy, chẳng lẽ Trác sư huynh không tu luyện thái nhất đại đạo, mà là vận mệnh đại đạo? Hay là nói, Trác sư huynh chính là người Thiên Cảnh Khư? Trác Đạo Thuần khó có thể nhịn được nữa, đột nhiên quay người, bay thẳng đến. Hắn vừa ra tay, vận dụng thần thông trong vùng đất ngộ đạo, nương theo bàn tay của hắn vung ra, một dòng sông dài đột nhiên xuất hiện, bao quanh thân thể hắn, phóng về phía Hứa Ứng. Mục đích của Hứa Ứng chính là khích hắn động thủ, muốn xác minh một chút sở học mấy năm nay của mình, còn có chênh lệch bao xa so với Trác Đạo Thuần. Đến hay lắm. Hứa Ứng thét dài một tiếng, phát động võ cực chứng đạo, động uyên lưu chuyển trong cơ thể, cũng xuất hiện một con sông dài, va chạm với trưởng lực thuần khiết của Trác Đạo. Hai người tự mình diễn hóa sông dài nhìn như do thủy chi đạo tạo thành, nhưng thời điểm va chạm, hơn 10 loại đạo lực đại đạo khác lại từ trong sông dài bắn ra. Mỗi bọt nước chính là vạn ngôi sao, mỗi giọt nước chính là thời khắc trôi qua. Sông dài cuộn trào chính là luân hồi, cuồn cuộn kéo tới mang theo sát phạt, sóng lớn đánh ra chính là Thái Anh. Trưởng lực của bọn họ va chạm, Hứa Ứng lập tức cảm giác được pháp lực của đối phương hùng hồn hơn xa mình, về mặt thần thông mặc dù mình không kém, nhưng về mặt tu vi vẫn có chênh lệch không nhỏ. Hứa Ứng lập tức phi thân lui về phía sau, thân hình Trác Đạo Thuần xoay tròn, giống như mũi tên rời cung bắn nhanh về phía trước. Trong khoảnh khắc đã bắn ra không biết bao nhiêu đạo thần thông, chốc lát sau đã hình thành một thần thông bầu trời. Hắn động sát tâm. Vốn dĩ, hắn chỉ nói chuyện phiếm với Hứa Ứng, nhưng không ngờ tới Hứa Ứng quá thông minh, mới nói ngắn gọn mấy câu đã đoán ra lai lịch của hắn, khiến hắn không thể không giết người diệt khẩu. Trên đường Hứa Ứng lui về phía sau, cũng tự thét dài không dứt, phát động võ đạo cực ý, trong khoảnh khắc phảng phất có vô số Hứa Ứng xuất hiện ở bên người, tự mình thi triển ra một môn thần thông, cùng là thần thông vòm trời. Thần thông của hai người va chạm với nhau, trong lúc nhất thời phảng phất như trong Thiên Cảnh Khư dâng lên hai luồng mặt trời, nhưng so với ánh sáng mặt trời bình thường còn sáng hơn ngàn vạn lần, cực kỳ chói mắt. Uy năng của thần thông bùng phát, quét sạch toàn bộ bốn phía, hình thành hai dòng lũ lớn chồng chất lên nhau, cuồn cuộn kéo tới, nung cho dãy núi thành dung nham. Hứa Ứng miệng phun máu, không chút nghĩ ngợi tế lên quả chuông, toàn lực thúc giục uy năng quả chuông, không chút thương tiếc Trác Đạo Thuần có thể là người cuối cùng của Thiên Cảnh Khư, mà trực tiếp oanh kích ra ngoài. Trác Đạo Thuần lại phát động thần thông vòm trời nghênh đón quả chuông, lúc này đã không còn Ngộ Không đạo nhân. Thạch Thiên Dưỡng và Chu Tiên Tàn Kiếm hỗ trợ, không ngờ Trác Đạo Thuần lại ngăn được uy lực của quả chuông. Hai bên giết đỏ mắt, Hứa Ứng đi theo phía sau quả chuông, chiêu thần thông vòm trời thứ hai nổ ra. Trác Đạo Thuần liên tục sử dụng hai chiêu thần thông vòm trời, pháp lực lập tức cạn, tới đáy,
không cách nào thi triển ra thần thông cường đại tương tự, đành phải đưa tay ngăn lại. Oa! Hắn há miệng phun máu, bay ngược ra sau. Chương 2084, Đại đạo thức tỉnh. A. Hứa Ứng liên tục sử dụng hai chiêu thần thông vòm trời, pháp lực cũng tiêu hao hết, lập tức ba chân bốn cẳng chạy như điên, lao thẳng đến Trác Đạo Thuần. Quả Chuông theo sát phía sau, kêu lên, tiểu tử tóc bạc, hôm nay Trung gia đưa ngươi quy thiên. A Ứng, tế ta, mau tế ta. Hứa Ứng không còn dư lực tế nó lên, không phát huy được uy năng của hắn, Quả Chuông đành phải tự mình tế lên chính mình. Ngoài chuông xuất hiện rất nhiều động uyên, tự mình xoay tròn, phối hợp với Hứa một trên một dưới, tấn công về phía Trác Đạo Thuần. Hai người một chuông vừa đi vừa chiến đấu bên rìa khư thiên cảnh khư, giết đến long trời lở đất. Hứa Ứng cuốn lấy Trác Đạo Thuần, tỉ thí thần thông với hắn, tuy tu vi không tinh thuần bằng hắn, nhưng hiện tại hai người cũng không còn bao nhiêu pháp lực, bởi vậy Hứa Ứng vẫn có thể cuốn lấy Trác Đạo Thuần. Chủ công lại là Trung gia, quả chuông tung bay trên dưới, thân chuông chấn động, những nơi đi qua, tất cả đều hóa thành hỗn độn chi khí, lực phá hoại cực mạnh. Trác Đạo Thuần rơi vào hạ phong, trong lòng âm thầm hối hận, chẳng lẽ hôm nay ta phải chết ở chỗ này. Đột nhiên, Hứa Ứng cười ha hả, nắm lấy quai chuông tung người nhảy lên, để một đòn tất sát của Trung gia đánh vào không khí. Hứa Ứng tay nâng quả chuông, bồng bềnh bỏ đi, âm thanh từ xa xa truyền đến, Trác sư huynh, lần này ta vẫn không bằng ngươi. Lần sau, chúng ta lại đọ sức. Lần sau chắc chắn ta sẽ thắng ngươi. Trác Đạo Thuần ngây người, chỉ thấy tay trái Hứa Ứng nâng quả chuông, đi vào trong bóng tối mênh mông, không thấy bóng dáng. Hắn không giết ta. Trác Đạo Thuần nhướng mày, hạ giọng nói, đúng rồi. Lai lịch của hắn cũng giống như ta, không sạch sẽ. Hắn chỉ thử bản lĩnh của ta, xem thử chênh lệch với ta. Hắn cũng tu luyện Thái Nhất Đạo, Thái Nhất Đạo sở trường nhất là tốc độ khôi phục cực nhanh, không bao lâu Trác Đạo Thuần đã khôi phục đến đỉnh phong. Nhưng đạo thương mà Trung gia lưu lại vẫn còn đó. Loại đạo thương này, luyện hóa có phần khó khăn, nhưng cũng không làm khó được ta. Hứa Ứng, đây là lần ngươi cách ta gần nhất. Chênh lệch giữa ngươi và ta chỉ sẽ càng lúc càng lớn. Trác Đạo Thuần đi vào trong bóng tối, hạ giọng nói, bởi vì thiên cảnh khư đại đạo đã bắt đầu thức tỉnh rồi. Hứa Ứng và Trác Đạo Thuần tách ra, tay nâng Trung gia, hăng hái nói. Sau một lát, y đi tới một đỉnh núi, cứng ở trên đỉnh núi, qua một lúc lâu cũng không nhúc nhích. Tiểu Ứng, làm sao vậy? Trung gia cũng hăng hái, dò hỏi. Hứa Ứng gãi đầu, nói, Trung gia, ngươi còn nhớ đường lúc đến không? Trên vách chuông của quả chuông mọc ra hai con mắt, xoay chuyển lung tung, nói, sao nhận ra được? Ta nhìn xem dấu ấn trên người ta rốt cuộc là đạo văn gì. A Ứng, ta mù rồi. Hứa Ứng và Trác Đạo Thuần đại chiến một phen. Không, biết đi bao xa, lúc này sau khi tỉnh táo lại bỗng phát hiện hình như mình lạc đường rồi. Y ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, cũng không tìm được tiên điện của Vu Thần Đạo Quân, nơi này hoàn toàn là chốn xa lạ. Trác Đạo Thuần là người của thiên cảnh khư, nhất định sẽ biết địa lý thiên cảnh khư. Ta trở về tìm hắn đưa ta đi, không tính mất mặt. Có tính mất mặt. Hứa Ứng thở dài, mình đánh bại Trác Đạo Thuần, cười ha hả nâng chuông rời đi, hào hiệp cỡ nào chứ? Bây giờ quay trở về hỏi đường, bỏ cái hào hiệp ở nơi nào, hay là trở về hỏi đường đi? Dù sao đi ra khỏi thiên cảnh khư, tìm được Thái Ất Thiên Tôn hội hợp với phản tặc mới là chính sự. Hứa Ứng trở về đường cũ, nhưng không tìm được thân hình Trác Đạo Thuần, trong lòng dâng lên không khỏi một cảm giác bi thương. Đây là đâu vậy? Quả chuông bay lên trời, nói, Ứng tử, ngươi ở chỗ này đừng đi lung tung, ta lên không trung xem một chút. Nó vừa mới bay lên trời, đột nhiên chỉ thấy trên trời cũng có một quả chuông bay tới, va chạm với nó. Quả chuông rơi xuống, bị đụng đến choáng váng mờ mịt, đột nhiên lại bay lên, lao lên không trung nói, Ức tử, ngươi ở chỗ này đừng đi lại, ta lên không trung xem một chút. Keng, nó bay lên không trung là đụng vào một quả chuông, lần thứ hai rơi xuống leng keng. Quả chuông choáng váng, nói với Hứa Ứng, Ứng tử, ngươi ở chỗ này. Hứa Ứng ngăn nó lại, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, sắc mặt có mấy phần nghiêm nghị, nói, Trung gia không cần phải nói. Trong thiên cảnh khư, hai loại đại đạo không gian thời gian đều đã thức tỉnh. Chính vì đại đạo thời không của thiên cảnh khư bắt đầu thức tỉnh, dẫn đến quả chuông lần lượt bay lên va vào chính mình, động tác từng lần lặp lại trước đó.
Đại đạo thời không của Thiên Cảnh Khư rất không ổn định, tùy tiện xông lên trên, hao tổn chỉ là chuyện nhỏ, thậm chí có khả năng sẽ mất mạng. Ngoài rìa Thiên Cảnh Khư, Thái Ất Thiên Tôn thoát khỏi truy kích của Hồng Đạo Quân, thở hắt một hơi, nhìn xung quanh, nghi ngờ nói, sao Hứa Đạo Tổ lại không ở chỗ này chờ ta? Chẳng lẽ hắn đã tiến vào Thiên Cảnh Khư? Các bạn đang nghe chuyện Trạch Nhật Phi Thăng của tác giả Trạch Chư tại Thư Viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 2085, Tạ ơn Thiên Cảnh, 1. Hắn đang muốn đi vào trong Thiên Cảnh Khư, đột nhiên trong lòng có cảm ứng, sắc mặt khẽ biến, thiên địa đại đạo của Thiên Cảnh Khư bắt đầu thức tỉnh rồi. Bỉ ngạn, Hồng Đạo Quân vốn còn đang đuổi giết Thái Ất Thiên Tôn, đột nhiên một âm thanh nói, Hồng Đạo Hữu dừng bước. Hồng Đạo Quân nhìn sang, vội vàng khom người vái chào, Hồng Thiên Tuyền, bái kiến Đại Đạo Quân. Một chiếc đế liễn chạy tới, chạm từ Mỹ Ngọc, Vân Long kéo xe, trong xe có một vị đạo quân khí chất không tầm thường, sau đầu có một luồng ánh sáng vô cùng rực rỡ. Chiếu rọi bốn phương khiến người ta khó mà nhìn thấy được chân diện mục của hắn, chính là một trong bốn tồn tại tối cao của Đạo Kỳ Thiên, Thái Nhất Đại, Đạo Quân. Thái Nhất Đạo Quân nhẹ nhàng gật đầu, nói, Hồng Đạo Hữu mời lên. Lần này thiên địa đại đạo của Thiên Cảnh Khư thức tỉnh, ta tiến vào Thiên Cảnh Khư, tất có nhân quả báo ứng, nhưng lần này không thể không đi. Hồng Đạo Hữu, ngươi tinh tu nhân quả đại đạo, là chân vương bất hủ về nhân quả. Hành trình Thiên Cảnh Khư lần này, ngươi lưu lại bên cạnh ta, cứ ngồi đế liễn của ta là được. Hồng Đạo Quân khom người vâng dạ, cẩn thận từng ly từng tí một đi tới bên trên đế liễn, ngồi xuống vị trí thủ hạ, nói, Đại Đạo Quân đến đây, chẳng lẽ là vì chuyện năm đó? Thái Nhất Đại Đạo Quân lắc đầu nói, không phải vậy. Ta tới đây là vì công pháp Đại Đạo Chủ. Công pháp Đại Đạo Chủ. Hồng Đạo Quân nghe vậy, trong lòng giật mình, Xoa Đại Đạo Quân lại khẳng định lần này thiên địa đại đạo của Thiên Cảnh Khư thức tỉnh sẽ có công pháp của Đại Đạo Chủ xuất thế. Đại Đạo Chủ là chúa tể của đại đạo, loại công pháp này cực kỳ hiếm có, cho dù là Đại Đạo Quân cũng chưa từng tiếp xúc qua. Đối với Đại Đạo Chủ, trong truyền thuyết chỉ có thời kỳ đầu thịnh vượng ở Bỉ Ngạn mới có mấy vị tồn tại siêu phàm đạt được truyền thừa ở phương diện này. Nhưng sau đó lại không có truyền thừa của Đại Đạo Chủ lưu truyền. Lần này Thái Nhất Đại Đạo Quân tới Thiên Cảnh Khư, trực tiếp nói đến vì truyền thừa của Đại Đạo Chủ, nhất định không phải nói suông. Thế nhưng, truyền thừa của Đại Đạo Chủ từ đâu mà đến? Đế liễn chạy qua, một hồi lâu mới đi tới tiên điện chỗ Vu Thần Đạo Quân. Vu Thần Đạo Quân và Đạo Cực Chân Vương vội vàng tới nghênh đón, khom người vái chào, tham kiến Đại Đạo Quân. Thái Nhất Đạo Quân không xuống xe, chỉ khẽ vuốt cằm nói, ba vị đạo hữu khác có tới không? Vu Thần Đạo Quân nói, còn chưa tới. Thái Nhất Đại Đạo Quân nói, vậy thì chờ một chút. Qua một hai ngày, lại có ba chiếc đế liễn tuần tự chạy tới, chính là ba vị đại đạo quân của Bỉ Ngạn. Ba vị đại đạo quân này không ai biết danh hiệu của hắn, chỉ xưng hô với bọn họ bằng đại đạo mà bọn họ tu luyện. Người thứ nhất là Sinh Tử Đại Đạo Quân, người thứ hai là Âm Dương Đại Đạo Quân, người thứ ba là Thần Ma Đại Đạo Quân. Ba vị đại đạo quân đến, từng người nhìn về phía sâu trong Thiên Cảnh Khư, chỉ thấy đại đạo thức tỉnh, khiến Thiên Cảnh Khư có thêm mấy phần sinh khí, có ánh sáng lấp lóe dưới đường chân u tối. Ba vị đại đạo quân thấy vậy, luôn miệng nói, hiểm ác, hiểm ác. Âm Dương Đại Đạo Quân khống chế âm dương, phía sau đã không nhìn thấy từng tòa động uyên bồng bềnh trong bóng tối như chân vương. Đạo quân bình thường, chỉ có thể nhìn thấy âm dương nhị cương lưu chuyển như thác nước, sắc mặt nghiêm nghị nói. Thiên Cảnh Khư bắt đầu dâng trào, thiên địa đại đạo dần dần thức tỉnh, đối với Bỉ Ngạn ta mà nói cũng không phải chuyện tốt. Nếu không can thiệp, tất sẽ gây ra một hồi sát kiếp. Sinh Tử Đại Đạo Quân nói, Bỉ Ngạn chúng ta là kéo dài số mệnh cho Thiên Cảnh, tiếp nối truyền thừa văn minh, không nên gặp sát kiếp này. May mà phát hiện sớm, còn có đường xoay chuyển. Hắn luyện sinh tử nhị khí, một đen một xanh quấn vào nhau, tựa như thái cực. Ánh mắt Thần Ma Đại Đạo Quân dừng trên người Thái Nhất Đại Đạo Quân, nói, Thái Nhất huynh đến đây, chắc chắn đã là có 10 phần nắm chắc đối với công pháp Đại Đạo Chủ. Hắn tu luyện Thần Ma nhị khí, một thân ba mặt, chính diện một khuôn mặt, trái phải mỗi bên một khuôn mặt, một thần một ma, thần thì từ bi, ma thì dữ tợn. Thần Ma nhị khí của hắn một sáng một tối, chia làm hai giới quang minh hắc ám, không quấy nhiễu lẫn nhau. Thái Nhất Đại Đạo Quân mỉm cười nói, ta có đôi chút tính toán. Ba vị tới đây chắc cũng có 10 phần nắm chắc.
Sinh Tử Đại Đạo Quân cười nói, nếu không nắm chắc thì cũng không cần phải tới. Chỉ có điều tuy ta nắm chắc lấy được công pháp Đại Đạo Chủ, nhưng lại không có nắm chắc tu thành Đại Đạo Chủ. Không bằng ba vị đạo hữu. Âm Dương Đại Đạo Quân cười nói, như nhau. Ta tự nghĩ đạt được công pháp Đại Đạo Chủ không khó, tu thành cảnh giới Đại Đạo Chủ lại không có bao nhiêu hy vọng. Bốn người đều khiêm tốn một phen. Thái Nhất Đại Đạo Quân nói, nếu đã vậy, trước hết tế ân đức trời cao năm xưa đi. Chương 2086, Tạ ơn Thiên Cảnh 2. Ba vị Đại Đạo Quân đều gật đầu, nói, bọn ta cũng đang có ý này. Vu Thần, Hồng Tỳ, Khánh Thái, Bàn Diễm, tứ Đại Đạo Quân trấn thủ nơi đây đã sớm có chuẩn bị, dựng tế đàn lên, chuẩn bị sẵn sàng cho tế lễ. Bốn vị Đại Đạo Quân sửa sang lại vạt áo, bước lên tế đàn, sắc mặt mỗi người đều nghiêm nghị, thắp hương nói, năm đó ban sơ, dân chúng đói khát, trốn tới thiên cảnh, ruộng đất hoang vu, lạnh lẽo thấu xương, bụng đói meo, nhà cửa đại loạn, cảm ơn trời xanh, tặng ta thiên cảnh. Trời ban ruộng tốt, ngũ cốc đầy sân, lúa chất ngập kho, ban cho áo gấm, quấn thân thể ta, lại ban sơn hào, hải vị đầy áp, lấp kín ngũ tạng, ban cho thái bình, thịnh thế huy hoàng, tăng cường nhân khẩu. Cảm ơn trời xanh, truyền công pháp ta, truyền thần thông ta, tặng đất đai ta, tăng linh hồn ta. Được ơn của trời, trong lòng kinh sợ, thắp hương bái tạ, cầu mong ân đức, vạn thế vĩnh hưng. Dứt lời, bốn vị Đại Đạo Quân quỳ lạy trên tế đàn, Vu Thần, Hồng Tỷ, Khánh Tái, Bàn Diễm, bốn vị Đạo Quân mỗi người bưng mâm đỏ tiến lên, bên trong mâm đỏ là da đầu của từng vị cường giả. Bốn vị Đại Đạo Quân tế những da đầu này giữa thiên địa, tạo thành hình dạng từng vị thần ma, trấn áp thiên cảnh khư. Lễ xong, bốn vị Đại Đạo Quân đều đứng dậy, Vu Thần, Hồng Tỳ, Khánh Tái, Bàn Diễm, bốn người ở phía sau hầu hạ. Đạo Cực Chân Vương tiến lên, nói, Đại Đạo Quân, còn có Khôn Điểu chưa phóng thích. Thái Nhất Đạo Quân tỉnh ngộ, cười ha hả với ba vị Đại Đạo Quân khác, xem trí nhớ của ta đi. Năm xưa chúng ta tới thiên cảnh khư, đói khát khó nhịn, thấy khắp nơi đều là Khôn Điểu, là mỹ vị hiếm thấy, có thể no bụng, bảo vệ tính mạng. Năm xưa chúng ta ăn nhiều Khôn Điểu như vậy, hôm nay cảm ơn trời xanh, cũng cần biểu thị. Âm Dương Đại Đạo Quân gật đầu nói, đúng là cần biểu thị. Bốn vị Đại Đạo Quân theo Vu Thần đi tới đỉnh núi phía dưới, chỉ thấy nơi này nuôi nhốt một đám chim lớn, là sinh vật thiên cảnh khư, do lớn lên, không biết bay, nên còn gọi là gà chạy bộ. Sau đó thiên cảnh biến thành thiên cảnh khư, không còn sinh cơ, chỉ có Bỉ Ngạn còn nuôi dưỡng loại sinh vật này. Bốn vị Đại Đạo Quân thấy thế, thầm khen Đạo Cực Chân Vương có lòng. Thái Nhất Đạo Quân tiến lên, chọn ra một con Khôn Điểu cường tráng, nói, năm đó vì mạng sống nên ta không thể không ăn thịt các ngươi. Bọn ta vẫn luôn cảm kích các ngươi. Hôm nay, ta phóng thích ngươi tương đương với linh hồn đã từng bị bọn ta ăn thịt của Khôn Điểu. Ngươi đại biểu cho tộc đàn của mình, tha thứ tội ác của bọn ta. Thôi đi, Khôn Điểu, ban cho các ngươi tự do. Dứt lời, Thái Nhất Đại Đạo Quân thả con Khôn Điểu kia ra. Con Khôn Điểu kia được hắn thả ra, bước đi cẩn thận từng chút một, nhìn đồng loại được nuôi dưỡng kia, kêu rột rột vài tiếng. Những con Khôn Điểu khác kêu rột rột không ngừng. Khôn Điểu thăm dò đi ra hai bước, phát hiện những người này không ngăn cản nó, trong lòng vui mừng, là rầm rầm chạy đi. Có điều nơi đây dù sao cũng là trên núi, Khôn Điểu kia chưa đi được bao xa là trượt chân ngã xuống sườn núi, lại không biết bay, vì thế đi đời nhà ma. Thiên cảnh khư không có bao nhiêu tia sáng, sắc trời quá tối, chim này lại chỉ là chim phàm, khó có thể thấy rõ con đường. Đám người hoàn toàn không để ý tới cảnh tượng này. Ba vị Đại Đạo Quân, Hồng Tỳ, Vu Thần, Đạo Cực ngắm nhìn Thái Nhất Đại Đạo phóng thích Khôn Điểu. Từng người tán thưởng không thôi, nói, Bỉ Ngạn ta có trời xanh che chở, lại biết cách tạ ơn, lo gì Bỉ Ngạn không hưng thịnh. Thái Nhất, Âm Dương, Sinh Tử và Thần Ma bốn vị Đại Đạo Quân liếc mắt nhìn nhau, Âm Dương Đại Đạo Quân cười nói, hiện giờ chúng ta đã không còn tội nghiệt, nên chuẩn bị cho công pháp Đại Đạo Chủ của mình. Ba vị, mời, mời, Âm Dương, Sinh Tử và Thần Ma ba vị Đại Đạo Quân lần lượt rời đi. Duy chỉ có Thái Nhất Đại Đạo Quân mang theo Hồng Đạo Quân cũng đi vào sâu trong thiên cảnh khư. Đạo Cực Chân Vương đưa mắt nhìn bọn họ đi vào thiên cảnh khư tối tăm không thể thấy rõ, nói với những bất hủ khác. Các vị đạo hữu, các ngươi nói xem vì sao bốn vị Đại Đạo Quân lại khẳng định bọn họ có thể đạt được công pháp Đại Đạo Chủ.
Vu Thần Đạo Quân nói, không nên nghe ngóng thì đừng có nghe ngóng, tránh rước lấy rắc rối. Đạo Cực Chân Vương cười nói, chẳng lẽ các ngươi không tò mò? Mỗi người đều có phần chần chừ, tuy bọn họ cách cảnh giới đại đạo chủ khá xa thế nhưng nếu có thể đạt được công pháp đại đạo chủ thì cũng là việc tốt, trợ giúp bọn họ tu hành. Ta cảm thấy sở dĩ bốn vị đại đạo quân cảm thấy công pháp đại đạo chủ sẽ xuất thế là bởi vì thiên cảnh khư đại đạo triều tịch. Các bạn đang nghe chuyện Trạch Nhật Phi Thăng của tác giả Trạch Chư tại Thư Viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 2087, Tạ ơn thiên cảnh, A. Khánh Tái Đạo Quân chần chừ một chút, nói, đại đạo của thiên cảnh khư dâng lên, thiên địa đại đạo thức tỉnh, lẽ ra sẽ khiến bố trí của đại đạo chủ vốn có ở thiên cảnh khư hiển lộ ra. Truyền thừa của những đại đạo chủ này sẽ vì vậy mà hiện thế. Bàn Diễm Đạo Quân nói, đại đạo triều tịch, đại đạo của thiên cảnh khư thức tỉnh, cũng chỉ khiến những người có khí vận thiên cảnh khư đạt được công pháp này mà thôi, người ngoài không chiếm được đúng không? Ánh mắt Hồng Tỳ Đạo Quân lấp lóe, ý vị thâm trường nói, lần này đại đạo thiên cảnh khư thức tỉnh, các vị đại đạo quân còn chưa chạy tới đã để đệ tử của bọn họ đến trước một bước. Năm xưa người của thiên cảnh khư thật sự bị diệt sạch ư? Ta thấy chưa chắc. Vu Thần Đạo Quân ho khan một tiếng, nói, năm đó có vài người thiên cảnh khư thông hôn với thánh tộc Bỉ Ngạn, cũng có vài người thiên cảnh khư chạy trốn tới Bỉ Ngạn của chúng ta. Mọi người liếc nhìn nhau, Hồng Tỳ Đạo Quân nói không chừng, trong đệ tử của tứ đại đại đạo quân, có ai đó là người của thiên cảnh khư. Bốn vị đại đạo quân bồi dưỡng đệ tử như vậy, đương nhiên mục đích là vì hôm nay. Vu Thần Đạo Quân nói, bọn họ đã sớm dự liệu được, sẽ có một ngày đại đạo thiên cảnh khư thức tỉnh, sớm đã chọn người của thiên cảnh khư làm đệ tử, bồi dưỡng thành tài. Đợi đến khi đại đạo thiên cảnh khư dâng trào là để cho những đệ tử này ra mặt, dùng khí vận của người thiên cảnh khư dẫn ra đại đạo truyền thừa. Chiêu này, thật sự rất tuyệt diệu. Ánh mắt của những bất hủ khác đều hấp háy nhìn về nơi sâu trong thiên cảnh khư. Khí vận và cơ duyên bực này, đáng tiếc không liên quan tới bọn họ. Thiên cảnh khư cực kỳ nguy hiểm, đại đạo dâng trào, thiên địa đại đạo sống lại, đợt thức tỉnh này cực kỳ hỗn loạn, đại đạo trong u ám chậm rãi phóng thích ra đạo lực, tạo thành những nơi nguy hiểm. Bước vào trong đó, kích phát đạo lực, rất có thể sẽ thân tử đạo tiêu. Hứa Ứng đi lại trong đó, tránh những nơi này. Lúc này, một chỗ thức tỉnh khiến cho y chú ý, nơi khác thường là một mảnh lờ mờ, duy chỉ có nơi đó là một vùng rực sáng, phảng phất như một thế giới khác. Nơi đó ở giữa hai ngọn núi, địa thế dốc đứng, thế núi như cổng, đi qua là sáng tỏ thông suốt, bên trong có một khối tạo hóa chi khí, đang theo đại đạo triều tịch mà dần dần lớn mạnh. Bốn phía của tạo hóa chi khí, sơn thủy cây cối đều không ngừng sinh trưởng, chắc là tạo hóa chi khí tạo thành ảnh hưởng. Đạo lực phóng thích cực kỳ rõ ràng, lúc trước Hứa Ứng gặp rất nhiều nơi thức tỉnh, đều không có hiện tượng rõ ràng như vậy. Lý giải về tạo hóa chi đạo, Hứa Ứng cũng học được, từ công pháp của Minh Mạn, mà công pháp này cũng đến từ Bỉ Ngạn, là công pháp không trọn vẹn. Tạo hóa chi khí cực kỳ hiếm có, bên trong ẩn tàng tạo hóa chi đạo, nếu có thể thu lấy đoàn tạo hóa chi khí này, đối với việc gia tăng tạo hóa chi đạo của ta sẽ rất có ích lợi. Trong lòng của y thầm nghĩ, tạo hóa chi đạo là một môn đại đạo cực kỳ cao cấp, bởi vì cái gọi là sinh sôi tạo hóa, sinh mệnh sáng tạo diễn hóa, liên miên bất tức, đều ở bên trong tạo hóa đại đạo. Số lượng đại đạo vượt qua tạo hóa không nhiều lắm. Có điều lúc này đang có ba người đi về phía khu vực tạo hóa giữa hai ngọn núi, có lẽ hẳn cũng là phát hiện diệu dụng của khu vực tạo hóa, muốn lấy được bảo vật bên trong. Hứa Ứng thoáng chần chừ, bước theo ra phía trước. Ba người kia hai nam một nữ, nghe thấy sau lưng truyền đến tiếng bước chân, từng người quay đầu nhìn xung quanh, một người đàn ông trong đó quát lên, ngươi là người phương nào? Vì sao lén lén lút lút đi theo chúng ta? Hứa Ứng nói, tại hạ là Hứa Ứng môn hạ của Thái Nhất Đại Đạo Quân, ba vị huynh đài là. Hai nam một nữ kia nghe thấy hắn đến từ môn hạ của Thái Nhất Đại Đạo, không dám chậm trễ, nữ tử kia nói, Hứa sư huynh, tiểu muội Ngu Quân, hai vị này là sư huynh của ta Ninh Hoa, Yến Khôi. Ba người chúng ta là đệ tử của Đoan Mộc Chân Vương, theo sư huynh Vệ Dịch thuộc môn hạ Sinh Tử Đại Đạo Quân tới đây tìm kiếm cơ duyên. Hứa Ứng không biết Vệ Dịch là ai, thầm nghĩ, Sinh Tử Đại Đạo Quân, lại là một đại đạo quân. Chắc chắn người Nây La tu luyện Sinh Tử Đại Đạo, không biết thực lực so với Thái Nhất Đại Đạo Quân thì thế nào.
Nữ tử kia tên Ngu Quân kia thấy y nghe tên Vệ Dịch mà vẫn tiến lên, trong lòng thầm nghĩ, môn hạ thái nhất rất kiêu ngạo, còn không sợ sư huynh Vệ Dịch. Ninh Hoa thấy Hứa Ứng không nói năng gì, ho khan một tiếng, nói, chẳng lẽ Hứa sư huynh chưa từng nghe nói dưới bất hủ ta vô địch, trên bất hủ một đổi một. Hứa Ứng lắc đầu nói, chưa từng nghe nói qua. Ninh Hoa nói, những lời này chính là nói Vệ Dịch sư huynh. Hứa Ứng hai mắt sáng ngời, lộ vẻ mừng rỡ, nói, vị sư huynh Vệ Dịch này quả nhiên mạnh mẽ, có cơ hội nhất định phải gặp. Chương 2088, Tạ ơn thiên cảnh, 4. Ba người tăng nhanh tốc độ đi về phía trước, e sợ bị Hứa Ứng đoạt trước. Hứa không thèm để ý, đầy thiện ý nhắc nhở bọn họ, nói, ba vị, thiên địa đại đạo nơi đây thức tỉnh, nhưng đạo lực cực kỳ hỗn loạn, sơ ý một chút sẽ dễ dàng trúng chiêu. Các ngươi phải cẩn thận. Hắn vừa dứt lời, đột nhiên Kỳ Khôi cả kinh kêu lên một tiếng, nói, ta bị tạo hóa đại đạo xâm lấn rồi. Tạo hóa đạo lực ở nơi này thật mạnh, chấn áp không nổi. Hai người khác trong lòng cả kinh, riêng phần mình phát động động uyên, điều động mộc chi đạo lực thủ hộ quanh thân. Ngu Quân nói, sư huynh yên tâm, truyền thừa của chúng ta không kém hơn so với tạo hóa chi đạo, chỉ cần sư huynh cố thủ đạo tâm là có thể chống đỡ được tạo hóa đạo lực xâm lấn. Cô vừa mới nói tới đây chỉ thấy ngón trỏ và ngón trỏ bên trái của Yến Khôi Khôi giật giật. Đốt thứ nhất tên đầu ngón tay hóa thành một con cá vàng bơi lội, nhẹ nhàng uốn lượn một cái, chóc ra từ đầu ngón tay, bơi vào nơi khu vực tạo hóa. Yến Khôi run rẩy nói, sư muội, Ninh sư huynh, ta không trấn áp được. Hắn vừa mới nói tới chỗ này thì đột nhiên thân thể tan vỡ, cơ bắp toàn thân chóc ra từ trên xương cốt, hóa thành đàn cá, bơi lội trên không trung, bơi về phía vùng đất tạo hóa. Chỉ trong chớp mắt, Tỳ Hưu Khôi chỉ còn lại một bộ bạch cốt đứng ở nơi đó. Tiếp theo bạch cốt đột nhiên rầm một tiếng sụp đổ, rơi xuống đất hóa thành từng con ếch nhảy nhót, nhảy vào khu vực tạo hóa, biến mất không thấy gì nữa. Ngu Quân và Ninh Hoa hoảng sợ, không dám tiến về phía trước nữa. Hứa Ứng đuổi kịp bọn họ, đi qua bên cạnh bọn họ. Ngu Quân không nhịn được nói, Hứa sư huynh, nơi này cực kỳ hung hiểm. Hứa Ứng quay đầu lại, cười nói, ta đã học qua tạo hóa chi đạo mấy ngày, chắc là có thể áp chế được. Hai vị không cần lo lắng. Ngu Quân và Ninh Hoa nhìn lại, chỉ thấy Hứa Ứng đi thẳng tới không có trở ngại gì, đến giữa hai ngọn núi, không có hóa thành các loại cá bơi ếch nhảy. Làm sao bây giờ? Chúng ta có đi theo không? Ngu Quân chần chừ nói. Đúng lúc này, một thân hình xuất hiện ở phía sau bọn họ, hai người vội vàng nhìn lại, không khỏi vừa mừng vừa sợ, vội vàng khom người, Vệ Dịch sư huynh. Vệ Dịch là một nam tử cao lớn, cũng không hề táng hóa, thân mặc trường bào màu trắng, y phục dài che khuất dày. Ánh mắt Vệ Dịch nhìn xuống hai ngọn núi, kinh ngạc nói, tạo hóa chi môn, tạo hóa chi đạo, tạo hóa chi khí. Nơi đây tất có trọng bảo. Hắn đi về trước, trấn áp sự xâm lấn của đạo lực tạo hóa, bình an đi tới tạo hóa chi môn kia. Ánh mắt của hắn nhìn vào trên người Hứa Ứng, nói, vị huynh đài này, nơi đây có duyên với ta, kính xin các hạ rời bước. Hứa Ứng nói, ta tới trước. Vệ Dịch nói, vật ấy quả thật có duyên với ta, vừa rồi ta cảm ứng được vật ấy đang kêu gọi ta. Nếu huynh đài có thể nhường đường thì Vệ Dịch vô cùng cảm kích. Vệ Dịch. Hứa Ứng quan sát hắn từ trên xuống dưới, nói, ngươi chính là dưới bất hủ ta vô địch, trên bất hủ có một đổi một, Vệ Dịch. Vệ Dịch khiêm tốn nói, 40 năm trước, ta và Thương Khôn Chân Vương bất hủ cảnh giao phong, tiếc là thua mất một chiêu. Bởi vậy người khác dùng câu nói này tán thưởng ta, nói dựa vào tu vi của ta, có thể một mạng đổi một mạng với bất hủ chân vương. Như năm đó sau khi giao phong với Thương Khôn Chân Vương, ta là nhận ra điểm yếu trên phương diện tu hành của ta, nếu lấy mạng đánh cược, ta không phải thua một chiêu, mà là thiệt mạng. Hứa Ứng thấy hắn thẳng thắn như vậy, bất giác nảy sinh hảo cảm, cười, nói, ngươi nói nơi đây và ngươi hữu duyên, không bằng như vậy, ta và ngươi mỗi người thu lấy tạo hóa chi khí, ai có thể lấy đi chính là có duyên với người đó, thấy thế nào? Vệ Dịch chần chừ một chút rồi nói, ta có thể cảm nhận được đạo lực tạo hóa nơi đây trời sinh hướng về phía ta. Nếu như mỗi người tự thu thì sợ rằng đại đạo tạo hóa nơi đây sẽ gây bất lợi đối với các hạ. Hứa Ứng khó tin, cười nói, thiên địa đại đạo, đại công vô tư, sao lại trời sinh hướng về ngươi chứ? Đại đạo có tư, còn gọi là đại đạo sao? Y không nói tiếp, lấy tay chộp tới tạo hóa chi khí kia,
nhưng khiến Hứa Ứng trợn hai mắt chính là tạo hóa chi khí kia vậy mà vèo một tiếng từ bay ra khỏi lòng bàn tay y, tiến thẳng đến chỗ Vệ Dịch. Hứa Ứng giận tím mặt, khống chế pháp môn thứ 8 trong bất hủ bát pháp, hỗn độn thiên thủ. Đây là gần đây y nghiên cứu thần thông của Hạo Thiên Đế, hơn nữa cảm ngộ hỗn độn đại đạo mới khai sáng ra thần thông này. Y đánh ra một trường, đạo lực hỗn độn chặt đứt thời không, đoạn tuyệt nhân quả, phá hủy luân hồi, hủy diệt vạn đạo, dù thế nào cũng phải chiếm được tạo hóa chi khí này. Các bạn đang nghe truyện Trạch Nhật Phi Thăng của tác giả Trạch Chư tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 2089, lửa giận dâng lên từ trong lòng, 1. Nhưng vào lúc này, bên trong khu vực tạo hóa, đạo lực hừng hực đột nhiên gần như sôi trào, đạo âm mãnh liệt, một khi phát tác sẽ đều ảnh hưởng lên người Hứa Ứng. Hứa Ứng sờn cả tóc gáy, cảm thấy như bị một vị bất hủ chân vương tu luyện tạo hóa đại đạo công kích, bỏ qua chuyện bắt giữ tạo hóa chi khí kia, lập tức tế ra quả chuông. Keng keng keng, cả người lẫn chuông, bị tạo hóa đạo lực oanh kích bay về phía sau, chỉ thấy tạo hóa chi khí kia lao thẳng về phía Vệ Dịch vẫn không hề nhúc nhích. Hứa Ứng vừa sợ vừa giận, phát động Chu Tiên Tàn Kiếm, xuất kiếm chém xuống, chém khối tạo hóa chi khí thành hai nửa, một lớn một nhỏ. Hôm nay, cho dù là chân muỗi, ta cũng phải gặm hai lạng thịt. Chiêu kiếm này chém tạo hóa chi khí thành hai nửa, một nửa lập tức lao về phía Vệ Dịch, quấn hắn thành một khối. Từ tay mắt mũi miệng, thậm chí qua 108.000 lỗ chân lông toàn thân, chui vào bên trong thân thể của hắn. Một nửa nhỏ kia lại muốn vòng qua Chu Tiên Tàn Kiếm, cũng đang chảy về phía Vệ Dịch. Cùng lúc đó đạo lực tạo hóa đại đạo ở nơi đây vẫn còn khuấy động, vọt tới phía Hứa Ứng, ngăn cản Hứa Ứng cướp lấy một nửa táng hóa chi khí. Thiên địa đại đạo của Thiên Cảnh Khư không khỏi quá bất công đi. Có điều tu tiên vốn là nghịch thiên. Hứa Ứng treo quả chuông trên đỉnh đầu, cất bước phóng tới, như đang say rượu lắc trái lắc phải, lung lay một cái. Nghênh tiếp đạo lực kinh khủng này, tiếng chuông keng keng rung động, khí thế giống như muốn chấn sơn cốc này thành hỗn độn chi khí. Trong nháy mắt khi cỗ tạo hóa, đạo lực này bộc phát, thân hình Hứa Ứng lay động, lắc ra vô số hư ảnh của bản thân, thi triển ra thần thông vòm trời. Eng. Trong nháy mắt khi quả chuông va chạm với tạo hóa đạo lực, Hứa Ứng quét ngang thần thông vòm trời, cũng nghênh tiếp tạo hóa đạo lực. Uy lực phóng thích ra trong khoảnh khắc này, tu sĩ sát tới tồn tại bất hủ cảnh, một mặt là đại thần thông cực hạn của Thái Nhất đại đạo, một mặt là tiếng chuông chấn động hủy diệt vạn đạo. Va chạm với tạo hóa đại đạo mà Thiên Cảnh Khư thức tỉnh, khiến cho khoảnh khắc đó tạo hóa đại đạo diễn biến ra thiên địa vạn vật, chúng sinh, nhật nguyệt tinh thần, chống lại công kích của y. Nhưng tất cả đều bị tiếng chuông và thần thông kia phá diệt. Nếu Thiên Cảnh Khư không cho, ta cướp. Thân hình Hứa Ứng cũng bởi vậy mà bị ngăn trở, lúc này phát động nhất khí hóa tam thanh, một luồng thanh khí xông ra trên đỉnh đầu, hóa thành ba Hứa Ứng, mượn lực lẫn nhau xông lên phía trước. Mau đưa đây, Hứa Ứng quát to, rốt cục Hứa Ứng do bạch khí biến thành thu được nửa khối tạo hóa chi khí vào động uyên thái nhất của mình trước khi nó dung nhập vào thân thể của Vệ Dịch. Nhưng tạo hóa chi khí kia vẫn không thành thật, chui ra ngoài. Khoảnh khắc sau, ba Hứa Ứng xanh vàng trắng bay về phía sau, đồng thời thái nhất động uyên hóa thành tạo hóa động uyên. Ba Hứa Ứng hóa thành ba luồng nguyên khí, hòa làm một thể, rơi vào trên đỉnh đầu Hứa Ứng, mà tạo hóa động uyên vù một tiếng, dựng sau lưng Hứa Ứng. Thái nhất động uyên của y chính là dung luyện từ hơn 200 loại động uyên, đại đạo hỗn hợp làm một, cũng có thể hóa thành một loại đại đạo đơn độc. Hiện tại tạo hóa động uyên chính là một thử nghiệm nhỏ. Tòa động uyên tạo hóa này cực kỳ khổng lồ, bên trong động uyên tạo hóa đạo lực kích động bành trướng, tạo hóa chi khí nồng đậm đến dọa người, lập tức ngăn cản khối tạo hóa chi khí kia, luyện hóa nó. Đạo lực tạo hóa trong sơn cốc cơ hồ bị y đánh tan, phát giác được hắn luyện hóa tọa hóa chi khí, dường như trở nên rộng lượng hơn nhiều, lập tức ngừng lại, không tiếp tục tấn công nữa. Mà ở phía xa mảnh sơn cốc này, sinh tử đại đạo quân chứng kiến cảnh tượng này, hơi ngẩn ra, thiếu niên này, có phần không đúng. Hắn có khí vận và tạo hóa của Thiên Cảnh Khư, hắn rất khó hiểu. Hứa Ứng tranh đoạt khí vận với đệ tử Vệ Dịch của hắn, đoạt được một phần tạo hóa chi khí, theo hắn thấy tuyệt đối không thể xảy ra chuyện này. Thiên Cảnh Khư đại đạo triều tịch, thiên địa đại đạo như nước lên thì thuyền lên, cần có tạo hóa và khí vận Thiên Cảnh Khư mới có thể đạt được Thiên Cảnh Khư bảo vật.
không có khí vận bậc này, đừng nói là đoạt được bảo vật, chỉ sợ còn có thể chết không có chỗ chôn. Hứa Ứng cướp lấy khí vận của Vệ Dịch, tuy gặp nạn nhưng tạo hóa chi đạo cũng không phản kháng, là để Hứa Ứng đắc thủ. Điều này nói rõ, hoặc Hứa Ứng có tu vi cực mạnh, có thể đối kháng thiên, địa đại đạo của thiên cảnh khư, hoặc Hứa Ứng cũng có được khí vận thiên cảnh khư. Chắc hắn không phải người của thiên cảnh khư, sao có thể có khí vận của thiên cảnh khư? Sinh tử đại đạo quân nghi hoặc khó hiểu. Có điều hắn cũng không hiện thân, tùy ý để Hứa Ứng và Vệ Dịch tự mình thu lấy một khối tạo hóa. Chương 2090, lửa giận dâng lên từ trong lòng, 2. Hắn tu luyện là sinh tử đại đạo, sinh tử của những vật có tính mạng, nhỏ thì như giun dế, lớn thì tinh hệ, thậm chí là đại đạo do cường giả tu thành cũng đều nằm trong lòng bàn tay hắn. Hắn đang cần công pháp cấp bậc đại đạo chủ, chỉ là một khối tạo hóa chi khí còn không đáng lọt vào mắt hắn. Hiện giờ chỉ có tạo hóa chi khí và tạo hóa đạo lực hiển lộ tung tích, nhưng công pháp cấp đại đạo chủ của tạo hóa chi đạo lại không hiển lộ ra ngoài. Ánh mắt của hắn lấp lóe, hạ giọng nói, đại đạo chủ, có thần thông vô lượng, thần cơ diệu toán, là quân vương đại đạo, hỗn nguyên nhất thể. Chắc chắn đại đạo của thiên cảnh khư sẽ giữ lại truyền thừa của mình cho hậu nhân. Hứa Ứng luyện hóa khối tạo hóa chi khí vừa thu lấy kia, lập tức phát hiện có phần không thích hợp. Khối tạo hóa chi khí này và tạo hóa chi khí trong động uyên tạo hóa của y diễn biến ra, hình như không phải cùng một loại đồ vật. Khối tạo hóa chi khí này ẩn chứa tạo hóa đại đạo, loại tạo hóa đại đạo này lại là trạng thái không kết cấu phù văn cũng không lý văn. Tạo hóa đại đạo không có kết cấu. Đây là tiên thiên đại đạo cấp bậc đại đạo chủ. Hứa Ứng vạn phần kinh ngạc, chỉ có tồn tại cảnh giới đại đạo chủ mới có thể đạt tới trạng thái đại đạo không có cấu tạo. Tạo hóa chi khí là một khối tiên thiên chi khí, bên trong ẩn tàng tạo hóa đại đạo cấp bậc không cấu tạo, loại đạo lý này thực sự cao thâm mạt chắc. Trong giây lát khi y luyện hóa khối tạo hóa chi khí này, đạo hạnh trên tạo hóa chi đạo của y liên tục gia tăng, có xu thế tiến quân bất hủ. Tu vi của Hứa Ứng lại gia tăng không ít, trong lòng ngạc nhiên, loại tiên thiên chi khí này quả thực thần diệu khó lường, tại sao thiên cảnh khư lại có bảo vật bực này? Nhưng vào lúc này, trong sơn cốc, đạo quang mãnh liệt, đất rung núi chuyển, một luồng đạo uy cuồn cuộn từ lòng đất truyền tới. Khoảnh khắc sau trời long đất lở, hai ngọn núi lập tức biến thành tro bụi, núi đá bay loạn, chỉ còn lại một cánh cửa màu xanh biếc. Trọng bảo kia vêu một tiếng bay lên, càng ngày càng nhỏ, đứng ở hư không sau lưng Vệ Dịch, trong cánh cửa tạo hóa đại đạo mịt mờ. Tạo hóa chi đạo thức tỉnh trong toàn bộ sơn cốc, vậy mà toàn bộ đều hội tụ ở trong cánh cửa. Tạo hóa chi môn là trọng khí trước khi đại đạo triều tịch, vật này vận chuyển, thống nhất ngàn vạn đại đạo. Sinh tử đại đạo mà Vệ Dịch tu luyện cũng là đại đạo cao đẳng thống nhất ngàn vạn đại đạo, nhưng không ngờ vẫn nằm trong phạm trù của tạo hóa chi đạo. Tu vi của Vệ Dịch vốn đã cực cao, có thể giao phong với bất hủ chân vương mà không chết, giờ phút này đạt được tạo hóa chi môn gia trì, tu vi càng là nước lên thì thuyền lên. Hứa Ứng trợn mắt há hốc mồm, lập tức cảm thấy tạo hóa chi khí mà mình vừa trải qua trăm cay nghìn đắng giành được dường như không còn quan trọng nữa. Hiển nhiên sơn môn này hiển nhiên là tạo hóa chi môn được truyền thừa từ xa xưa. Rất có thể uy lực của nó đã đạt tới cực hạn khả năng bất hủ có thể đạt tới, trọng bảo như thế, không hề có dấu hiệu gì đã lựa chọn Vệ Dịch làm chủ nhân. Hơn nữa vừa rồi Vệ Dịch đứng bất động ở nơi đó là hấp dẫn được tạo hóa chi khí, chủ động chảy về phía hắn, Hứa Ứng cũng chỉ có thể nói là người với người, mệnh bất đồng mà thôi. Vệ Dịch nói, nơi đây gọi hắn chẳng lẽ là thật. Hứa Ứng nghĩ trái nghĩ phải, dù thế nào cũng không nghĩ ra mình có chỗ nào không so được với Vệ Dịch, thầm nghĩ, chẳng lẽ là trước kia ta làm trộm mộ, khí vận thụt giảm. Không thể nào, ta có đào bao nhiêu phần mộ đâu, có khoảng 1-2 nghìn tòa thôi. Vệ Dịch hấp thu tạo hóa chi khí, lại được tạo hóa chi môn nhận chủ, trong lòng vô cùng vui mừng. Hắn thấy Hứa Ứng thủ đoạn trồng chất là đoạt được non nửa tạo hóa chi khí, trong lòng thầm khen ngợi bản lĩnh tốt, lại có phần tiếc nuối thay y. Đạo hữu có bản lĩnh phi phàm, trong môn hạ thái nhất đại đạo quân có thể đứng trong 3 hạng đầu, chỉ là vận khí hơi kém mà thôi. Vệ Dịch nói, đạo hữu, lần này là ta nhận được bảo địa này tán thành, bởi vậy được bảo, nơi đây còn có những bảo địa khác, nhất định có cái công nhận đạo hữu. Hứa Ứng cũng kính phục không thôi trước lòng dạ của hắn, cười nói, đa tạ vệ sư huynh nhường nhịn. Nếu ngươi chủ động thu lấy tạo hóa chi khí,
cho dù ta có bao nhiêu bản lĩnh, cũng không cách nào đoạt được nửa điểm từ tay ngươi. Vệ Dịch nói, đại đạo trong thiên địa này đâu phải là của riêng ta, sao dám chiếm làm của riêng. Hứa Ứng hết sức kinh ngạc, lên tiếng thỉnh giáo, sinh tử đại đạo quân, cũng có ý chí như các hạ sao. Vệ Dịch nghiêm mặt nói, sư tôn ta cực kỳ khiêm tốn, trưởng quản sinh tử đại đạo, là vị có lòng từ bi nhất trong bốn vị đại đạo quân. Các bạn vừa nghe xong tập 209 của bộ truyện Trạch Nhật Phi Thăng của tác giả Trạch Chư tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Nếu bạn không muốn gián đoạn bởi quảng cáo của YouTube khi nghe thì có thể truy cập trực tiếp website truyệnđọcviệt.com để thưởng thức bộ truyện. Đường link truy cập mình để ở phần mô tả. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.